Xin chào anh chị các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần hướng dẫn về đăng ký tài khoản và quản lý về thông tin cá nhân của tài khoản trong TooMarketer. Đầu tiên chúng ta vào app.toomarketer.com, sau đó chúng ta sẽ vào cái phần login. Với hiện tại chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập email và mật khẩu ở đây. Còn với hiện tại mình đây là chưa có tài khoản, mình sẽ tạo mới tài khoản. Chúng ta sẽ khai báo một số thông tin cá nhân của mình ở đây, sau đó chúng ta click vào cái phần tôi đồng ý với điều kiện. Sau đó chúng ta sẽ click vào phần đăng ký. Hệ thống sẽ báo cho chúng ta là cảm ơn bạn đã chọn Tool Marketer đăng ký thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập. Đăng nhập mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó chúng ta click đăng nhập. Đây, hiện tại ban đầu thì chúng ta đăng nhập ở đây, hiện tại chúng ta sao không có gì hết thì tài khoản chúng ta bằng không, nên chúng ta sẽ tiến hành về cái phần về cấu hình tài khoản. Một là ban đầu thì chúng ta sẽ vô trực tiếp ở đây, hai là chúng ta vào cái phần ở đây và click vào phần hồ sơ. Đây là cái phần cấu hình tài khoản. Cấu hình tài khoản ở đây là chúng ta có thể thêm một số thông tin giống như công ty, địa chỉ, Facebook, thành phố, quận, quốc gia. Sau khi thêm chúng ta sẽ lưu. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thêm cái hình đại diện. Hình đại diện đây là chính cái avatar ngay cho chữ hình ở đây. Giống như ta chọn cái hình của mình. À, hiện tại mình lấy cái hình đại diện của mình bỏ vào. Sau đó mình lưu. Tiếp tục là cái phần bên 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 này là phần đổi mật khẩu. Nếu mà chúng ta cần phải thay đổi mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu hiện tại, cho nó nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới, sau đó là lưu. Cái phần thứ hai là phần khai báo email gửi tin. Hiện tại đây là cái phần là email của mình đang là nguyenduyen19@icloud, nó đang chờ xác thực, tức là khi hồi nãy mình đã gửi một cái lúc email mình đăng ký thông tin thì nó đã gửi xác thực, thì giờ mình chỉ việc vào và mình xác nhận email của mình thôi. Hoặc thứ hai là mình có thể thêm địa chỉ email thêm. Mình ở đây nó sẽ không giới hạn được cái phần mà email gửi ở đây. Giống như hiện tại mình đang nguyenduyen19@icloud.com, nhưng mình có thể thêm những cái email khác. Giống như đây mình thêm một cái địa chỉ email là icon@gmail.com, sau đó mình nhấp nút thêm, nó sẽ báo mình là tạo mới thành công và nó đang sẽ yêu cầu mình là xác thực, thì mình sẽ vào phần xác thực. Ok, đây nó sẽ nhận con email là Tool Marketer yêu cầu xác nhận email, xin chào bạn, đây con số bạn email, bạn bấm chữ xác nhận nha. Ok, nó đã xác nhận email. Bây giờ mình sẽ vào cái phần Tool Marketer để mình xác nhận Gmail, mình xác nhận hiện tại ban đầu nó sẽ báo một cái là mình đã đăng ký thành công tài khoản, sau đó mình vào cái phần xác nhận email y như cái phần nguyenduyenhoan@gmail.com, click xác nhận, hệ thống là nó xác nhận thành công. Sau đó chúng ta chỉ cần reset lại và chúng ta vào cái phần khai báo email gửi tin. Đây nó đã xác nhận là một cái là iCloud và một cái gmail.com. Vì sao mình có cần nhiều email ở đây? Vì trong cái phần mà chiến dịch Rocket hay chiến dịch Auto Responder, mình sẽ có nhiều lựa chọn là email nào mình sẽ gửi đi và email nào mình sẽ nhận về. Giống như hiện tại email gửi đi của mình đang để là Nguyễn Thơ Nga Cloud, nhưng mà email mình nhận về là Gmail, vì cái địa chỉ Gmail này là mình sử dụng thường xuyên nhất. Còn iCloud thì mình lâu lâu mình mới gửi. Có thể bạn có thể thay đổi một trong hai này hoặc bạn thêm những địa chỉ email mới. Cuối cùng là cái phần thống kê giao dịch. Thống kê giao dịch ở đây nó sẽ cho mình biết là hiện tại hôm nay mình đang gửi bao nhiêu email và bao nhiêu tin nhắn. Hiện tại mình đang chưa có, do mình chưa có tiền và mình chưa lên kịch bản. Ở đây sẽ cho mình filter từ thời điểm nào tới thời điểm nào, nó sẽ thông báo tất cả này, số tiền trong tài khoản, số tiền sử dụng, trả tiền cho email trong chiến dịch nào, trả tiền cho SMS là bao nhiêu, tin bao nhiêu.